Hello cả nhà, hôm nay mình đi nhà băng đây để đổi tiền mới về lì xì cho con cháu mà không biết có hay không. Các bạn chờ mình nhé. Ok, bye bye. Ok, mình sẽ đi tới cái nhà băng gần nhất, gần chỗ mình ở nhất. Hôm nay trời cũng rất là đẹp. Trời nắng nhưng mà ở ngoài cũng còn lành lắm. Trước mặt các bạn là một cái dãy núi, nguyên cả một dãy núi luôn. Tại vì mình ở đây là toàn núi không à. Ai mà thích núi thì nó ở đây được, còn không thích thì nhiều người họ thích biển hơn. Mình cũng thích biển, mình không thích núi, nhưng mà tại vì gia đình ở đây. Hello cả nhà, đố cả nhà mình đổi tiền được hay không? Tên, tên, tên. Mình đã đổi được tiền mới rồi nè. Đi vào trong thì sắp hàng dài lắm, cho nên chị mình chờ hơi là lâu một chút xíu. Không có người Việt Nam nào hết, cũng hên quá. Cho nên gì là mình có thể đổi được. Đi vào thì họ hỏi hôm nay mình là mày làm cái gì, mày cần cái gì, thì nói là tao muốn đổi tiền mới, sắp sửa Luna New Year rồi, tao muốn có một chút tiền mới để lì xì cho con cháu lucky money đầu năm. Giải thích một chút xíu cho vui, cho thật sự là không có dài dòng đâu nha các bạn. Thì may quá là cái người làm việc hôm nay họ rất là dễ thương, họ nói là I see, cái mình khoái quá, nói thôi chờ. Chờ là tại vì thường thường khi mà mình muốn đổi tiền mới đó thì mình phải order trước 1 tháng, 2 tháng thì họ mới order về cho mình cái loại tiền mà mình muốn. Còn bây giờ mình đi đột xuất thì không biết có hay là không thì tùy. Thì hôm nay là mấy cái tiền khác thì không có, nhưng mà hên quá là có cái tiền 2 đồng rồi. Mình cũng rất là thích tiền 2 đồng này, bởi vì mình có một cái người bạn tên là Kỳ Quang Phạm. Xin nói là cái tiền 2 đồng này rất là lucky. Mỗi lần mà mình bỏ trong ví mình là mình lucky nguyên cả năm luôn đó các bạn. Để mình thử coi thử có phải không nha. Mình có tiền là để lì xì cho con cháu này cho nó vui đầu năm, với nhắc nhở con cháu là cái cội nguồn của mình một chút xíu thôi. Ở những cái tiểu bang mà nó nhỏ như chỗ mình ở đó thì đôi lúc con cháu nó quên hết cũng tồi lắm. Ok, về bye bye mọi người. Chúc mọi người hưởng một mùa xuân an lành vạn sự như ý, và nhớ giữ gìn sức khỏe. Bye bye.